xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do à, thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay à, từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái nhận định à, những góc nhìn à, cho thị trường ở trong tuần tới à, anh chị hiện tại đang xem video của em à, nếu mà thấy hữu ích thì đừng quên à, bấm like video này À, subscribe kênh đăng ký kênh đó, chị chưa đăng ký à, để có thể nhận được à, những cái thông báo sớm nhất về video cũng như là những cái buổi livestream của em à, bởi vì theo thuật toán youtube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video mà có nhiều like cũng như là nhiều bình luận à, thì anh chị có thể là để lại cho em một like cũng như là bình luận ở phía bên dưới ha à, và bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ là zalo và số điện thoại à, thì hiện tại nếu anh chị nào mà đang đầu tư cảm thấy chưa hiệu quả cần sự hỗ trợ tư vấn cơ cấu và danh mục về cổ phiếu thì có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ mở tài khoản tại VBS còn nếu anh chị đã có tài khoản rồi thì mọi người có thể chuyển cái ID tại VBS sang để em hỗ trợ mọi người ha rồi cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em à, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá diễn biến phân tích của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay à, đầu tiên là mọi người có thể thấy được là cái video livestream ngày hôm qua à, thì em có đánh giá cho anh chị về cái cây nến giảm của thị trường à, đặc biệt là với cái volume tăng điểm à, khá là lớn À, thì rõ ràng sau một cái nhịp tăng lên chúng ta xuất hiện một cái nến bán volume to à, thì chúng ta phải bóc tách cái nến đó ra à, và ngày hôm qua em có nói với anh chị khá là rõ là cái lực bán xuất hiện chủ đạo là đến từ các cổ phiếu nhóm ngân hàng ngày hôm qua chúng ta có công thương này mb này à, rồi acb này đa số những cổ phiếu ngân hàng ngày hôm qua đều giảm điểm nhưng mà đi kèm với lại thanh khoản thấp điều đồng nghĩa là cái lực bán này nó không xuất phát từ các cổ phiếu giảm điểm mà nó xuất phát từ các cổ phiếu tăng điểm ví dụ như ngày hôm qua là chúng ta có bvt À, ngày hôm nay thì BVT tiếp tục tăng lên được một nhịp à, hay là có kbc thì ngày hôm nay kbc bị chốt ngược trở về sau cái đuôi nến ngày hôm qua à, và khả năng vẫn phải hấp tụ là cái nến hàng về ở trong phiên ngày mai à, trong phiên thứ hai tuần sau ha hay tương tự là các cổ phiếu tăng điểm tốt ở trong ngày hôm qua thì rõ ràng cái việc đó cho thấy cái lực bán ngày hôm qua không phải là quá lớn à, bởi vì các cổ phiếu tăng điểm thì von tăng à, còn các cổ phiếu giảm điểm thì von lại giảm À, nhưng mà rõ ràng sau khi mà chúng ta hình thành cái vùng cân bằng lại quanh cái ngưỡng tầm 1270 à 1280 ở đây. À, thì giai đoạn hiện tại là giai đoạn khá nhạy cảm à, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cái đỉnh số 2 ở bên này. À đó lý do vì sao mà ngày hôm qua mới nhấn mạnh cho mọi người á, thị trường sẽ cần thêm một nhịp quay về kiểm tra lại cái vùng ở phía trên này khoảng tầm 1270 1280 à một lần nữa. À, và cái nhịp phục hồi ở cuối ngày hôm nay nó đóng vai trò chính là cái nhịp nỗ lực để quay về kiểm tra là cái vùng kháng cửa ở phía trên này một lần nữa và trong bối cảnh nếu cái nhịp này thất bại tức là trong thứ hai tuần sau và thứ ba tuần sau mà nó không rướng lên tiếp quay về trên 1270 mà nó lại có sướng quay về dưới lại 1260 đồng nghĩa là cái nỗ lực phục hồi của chúng ta thất bại à, thì khi đó cáp lực bán ở giai đoạn sau có thể mạnh hơn à, và lúc đó có thể Vindex sẽ hình thành cái mô hình hai đỉnh à, nên đó lý do vì sao mà giai đoạn hiện tại là giai đoạn tương đối nhạy cảm đối với các vị thế mua mới à, và mình cũng bàn luận thêm về cái phiên ngày hôm nay À, phiên ngày hôm nay là một phiên mà có biên độ biến động khá là lớn. Khi mà ở trong phiên những cái thời điểm thấp nhất Binance chạm về đâu đó khoảng tầm là 1250. À và sau đó cuối ngày à, đã có cái nhịp kéo rất nhanh từ 1250 lên 1270 à, chỉ sau một cái nến 5 phút thôi. À, mọi người thấy nó tăng lên tới 10 điểm. À, lúc đó thì rất nhiều cổ phiếu ngân hàng đã bật lên trở lại. À, thì đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy là hiện tại cái cung cầu của thị trường ở giai đoạn này là lỏng lẻo. À, tức là lượng cung và cầu hai bên sẽ không kê quá nhiều, dẫn đến việc tạo lập họ hoàn toàn có thể tác động lên chỉ số uh, à, Vin 30 hay là Vindex để phục vụ cho cái việc là đáo hạn phát sinh sắp tới của họ. Ngày tuần sau là chúng ta sẽ có ngày đáo hạn phát sinh là ngày thứ năm. À, nên chị thấy được là phát sinh ở giai đoạn gần đây nó cũng sẽ lình xình dàn con à, thật ra mục đích chính là bởi vì trước đó xu hướng chính của mình là lon. À, nên khi mà tạo lập họ nắm giữ chủ đạo là cái vị thế lon. Thì đến gần cái ngày đáo hạn thì họ sẽ có xu hướng là chốt bớt cái vị thế lon đó. À, cái hợp đồng mở này, cái khối lượng mở OI nó sẽ giảm xuống. À, rồi khi đó thì cái lượng tiền, cái lượng lon trước đó họ đã cầm tương đối nhiều á. Thì họ sẽ chốt bằng cái lệnh short. À, nên mọi người thấy là gần đây nó có những cái biến động, à, nhưng mà họ cũng sẽ không để cho chỉ số hay là để cho phái sinh rất quá sâu đâu, à, nên cá nhân đánh giá thì có thể là đáo hạn lần này của chúng ta nó cũng sẽ đóng cửa lăn quanh đâu đó khoảng tầm là một nghìn hai tới một nghìn hai trăm thôi, à, tức là ở trong cái biên độ đó, à, có thể là nó sẽ dằn co lình sinh, à, nhưng mà rõ ràng là mình thấy được là họ đã muốn chốt quanh đây rồi, à, nên cái giá trung bình mà họ chốt có thể là lăn quanh cái vùng này, à, nên tuần sau có ngày đáo hạn đó thì nhiều anh chị lo lắng, thì, à, thì cá nhân đánh giá thì khả năng nó cũng sẽ dao động trong cái biên độ. À, khoảng tầm 1250 cho tới 1270 và tất nhiên cái xu hướng lon vẫn là xu hướng chủ đạo à, mọi người nên nhớ cho em cái đó à, ngày hôm qua cũng có nói là nếu mà muốn canh muốn gọi là đánh phái sinh á hiện tại á thì có thể canh những cái nhịp cao trào bán à, để mà lon lên à, cao trào bán thất bại á, tức là những cái nhịp ép xuống sau đó kéo ngược lên lại á à, phá vỡ những cái vùng hỗ trợ sau đó bật nhanh trở lại thì đó chính là những cái nhịp cao trào bán thất bại à, thì khi đó mình có thể lon người trở lại được à, còn đoạn này mà anh chị sót chặn á nên anh chị rất là khó để kiếm được tiền cái thứ hai nữa là anh chị có thể bị dính vào cái bẫy tâm lý ví dụ như em nói là buổi chiều ngày hôm nay anh chị mà sót á mà gọi là sót ép xuống á nhỏ liên tục vào á thì cái cây mà nó kéo lên ở đây nè cái cây mà nó kéo ngược lên là một nghìn hai trăm sáu mươi một nghìn hai trăm bảy mươi là hầu như tất cả anh chị nhờ thì cầm sót là phải stop lót hết à, bởi vì nó chỉ kéo trong vòng năm phút thôi à, và cái biên độ là rất lớn hầu như không có kê lệnh sót ở phía trên à, và ngược lại buổi sáng ngày hôm nay là lúc mà thị trường nó đạp á thì hầu như nó cũng không có kê lệnh lon ở phía dưới à, nó đạp rất là nhanh à, nó nó bán nó đã nó bán từ một nghìn hai trăm bảy mươi về một nghìn hai trăm sáu mươi À, ngày sáng hôm nay nè là quanh cái đâu đó khoảng tầm là nó rơi từ một nghìn hai về một nghìn hai chỉ trong khoảng 10 phút thôi và hầu như không có lệnh lon ở phía dưới à, sau đó nó bật lên ngược trở lại à, và mình thấy được là rõ ràng ở giai đoạn này là cái biên độ rất lớn cho thấy là cung cầu lon sót rất là lỏng lẻo à, nên việc mà tham gia đối với lại phát sinh ở đoạn này cá nhân đánh giá là cái độ rủi ro sẽ cao hơn đặc biệt là khi cái ngày đáo hạn phát sinh đang đến tính gần đến gần và tuần sau bên cạnh đó thì đối với lại thị trường á, thì chúng ta đang ở vùng kháng cự là quanh một nghìn hai trăm bảy mươi một nghìn hai trăm tám mươi điểm À, thì quanh đây cũng là một cái vùng khá là nhạy cảm nên sáng nay em có đánh giá cho nhân chị khách hàng của em à, cá nhân em thì em sẽ không khuyến khích mua mới ở cái giai đoạn này bởi vì rõ ràng chúng ta đang ở một cái vùng tương đối nhạy cảm à, hiện tại sáng nay nè à, khoảng 9 giờ à, thì em có đánh giá cho nhân chị khách hàng của em về thị trường À, em có nói về việc là Vinted hiện tại đang ở vùng 1270 1280 à, thanh khoản gia tăng so với lại những phiên trước đó em cũng nói về câu chuyện là cái phiên tăng ngày hôm qua đó cái phiên mà thị trường bị bán mà thanh khoản tăng ngày hôm qua đó nó không xuất phát từ các cổ phiếu giảm điểm mà nó xuất phát từ các cổ phiếu tăng điểm đồng nghĩa là cái lượng cái phiên ngày hôm qua không phải là một phiên mà thị trường bị bán với lại volume lớn đây nè không thể kết luận là index bị bán với cái lực bán gia tăng quá nhiều dù là cái volume nó lớn à vậy cũng nói là gì là xét cho cái đồ thị một giờ thì cái phiên ngày hôm qua bị bán nó đóng vai trò như là một cái nhịp kiểm tra là cái đá số 2 vậy đó ngày hôm qua livestream có nói đúng không à, nó kiểm tra là cái đá số 2 của cái đợt tăng lần này được à, đợt phục hồi từ đáy lên từ một nghìn lên một nghìn đó à, bởi vì anh chị thấy là nó tăng lên một mặt hầu như chưa có test lại đáy à, nó tăng lên một mặt luôn nên cái nhịp bán này bản chất chính là đóng vai trò để kiểm tra là cái lực bán à, và rõ ràng cái lực bán ở trong cái buổi sáng ngày hôm nay á, nó cũng đã có phần nào suy giảm so với lại giai đoạn trước đó à, nên cuối ngày nó mới bật lên trở lại được à, với lại diễn biến của vindex ha à, thì em mới nói là ở cái nhịp bán lần này thì volume nó càng thấp là càng tốt bởi vì volume ở cái lực cái lực cái nhịp bán lần này nó sẽ được so sánh với lại cái nhịp bán trước đó à, và nếu volume nó có xu hướng suy giảm đồng nghĩa là cái lượng cung nó đã giảm đi à, cái đoạn sau khi mà mình tăng lên đó, thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều à, và em cũng nói rằng là bây giờ nếu anh chị hỏi em rất là nhiều anh chị đang quan ngại về việc là liệu rằng thị trường nó có hình thành cái đỉnh số 2 hay không à, có tạo hai đỉnh hay không đó ngày hôm qua thì em cũng đi trả lời câu hỏi này rồi thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái nhịp nỗ lực test lại một kinh hai trăm bảy mươi một lần nữa nè đại sáng nay cũng nói thị trường sẽ còn quay về kiểm tra đây một lần nữa thì nó tương đương với lại cái nhịp hồi buổi chiều đấy chúng ta có rướng lên lại đó đó có cầu tham gia vào rướng lên lại cái vùng khoảng tầm một nghìn hai trăm bảy mươi một nghìn hai trăm bảy mươi lăm nhưng mà chưa đủ sức để vượt qua và do cái cơ cấu quỹ buổi chiều ngày hôm nay atc là có cơ cấu quỹ à nên nó khiến cho cái cung cầu bị nhiễu một xíu à, hơi bị nhiễu một xíu bởi vì có những thời điểm trong phiên thì trường tăng lên cũng khá là tốt nhưng mà sau đó bị chốt người trở về À, đồng nghĩa là nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái vấn đề cơ cấu quỹ nên cái phiên thứ hai sẽ là cái phiên kho... cái phiên khá là quan trọng à, để mình đánh giá rằng liệu rằng cái lực cầu nó có lên tiếp được cái vùng khoảng tầm một nghìn hai này hay không à, và Vindex nó có bị hình thành cái mô hình hai đỉnh hay không à, và em cũng đề cập tới cái vấn đề tỷ giá à, bởi vì ngày hôm nay tỷ giá tiếp tục tăng lên mặc dù là gần đây ngân hàng nhà nước đã liên tục à, áp dụng cái biện pháp đó chính là phát hành tín phiếu à, là một cách để giảm thanh khoản trên thị trường à, thông qua các ngân hàng thương mại à, và cái việc phát hành tín phiếu này nó dẫn tới là gì À, là cái lãi suất liên ngân hàng gần đây có xu hướng tăng lên à, bởi vì anh chị biết đó, là các ngân hàng họ sẽ vay nhau à, ví dụ như vay qua đêm họ vay với nhau để bù đắp lại à, cái phần thiếu hụt cho cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc của họ à, khi mà họ để trong ngân hàng nhà nước à, nên nếu mà các ngân hàng nào mà dư thừa thanh khoản các ngân hàng mà dư thừa thanh khoản thì sẽ không có nhu cầu đi vay à, bởi vì họ sẽ luôn luôn thừa cái phần dự trữ đó à, nhưng mà đối với là các ngân hàng mà bị thiếu hụt thanh khoản thì cái lãi suất liên ngân hàng sẽ tăng lên bởi vì cái đó nhu cầu các ngân hàng vay lẫn nhau sẽ cao lên À, thì nên mới nói là gì à, là cái việc lãi suất liên ngân hàng tăng lên nó đi kèm với việc là thanh khoản của hệ thống đang có xu hướng sụt giảm à, đang có xu hướng bị giảm trở lại và do cái động thái là phát hành tính phiếu của ngân hàng nhà nước à, Nên em nghĩ là sớm hay muộn thì tỷ giá nó cũng sẽ giảm cái sức ép xuống à, nhưng mà tất nhiên trong ngắn hạn à, thì ngân hàng nhà nước cũng sẽ đang quyết liệt để áp dụng các cái biện pháp đó à, và chúng ta không thể nào đòi hỏi à, khi mà chúng ta bơm tiền à, mà Mỹ vẫn đang neo lãi suất cao à, đồng tiền của mình không mất giá được à, cái việc đồng tiền mất giá là chắc chắn bởi vì trên là lãi suất à, nếu bây giờ đầu tư ở thị trường Mỹ lãi suất bây giờ là 4 phần trăm cho khi đó thị trường Việt Nam của mình lãi suất cũng khoảng tầm 4 phần thì rõ ràng chắc chắn dòng tiền sẽ có sự ưu tiên đối với lại thị trường Mỹ bởi vì đó là một thị trường phát triển đồng tiền đô la của họ có sức mạnh tốt hơn à, nên mà người thấy được là cái nhu cầu USD luôn tăng cao hơn so với lại nhu cầu của VND đặc biệt là giai đoạn vừa rồi những cái tài sản đầu cơ như là vàng như là BTC Bitcoin à, nó vẫn tăng giá tức là cái nhu cầu đầu tư về những cái tài sản đó bằng đồng USD là vẫn có đó lý do vì sao mà anh chị thấy được là cái cái xu hướng đầu cơ ngắn hạn của tỷ giá khiến cho tỷ giá mình đang tăng lên cao à, và ngân hàng nhà nước cái động thái mà phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước là để kìm hãm cái này lại cũng như là để kìm hãm được cái lực bán của khối ngoại bởi vì khối ngoại gần đây bán rồng liên tục ngày hôm nay khối ngoại bán rồng một nghìn tỷ là một số lượng rất lớn à, cũng một phần là do cái câu chuyện là gì là cơ cấu quỹ à, nhưng mà mình thấy được là ở trong phiên thì ba phiên gần đây thì họ đã liên tục bán rồng ra à, nó đang quay trở về cái thời điểm khá là giống giai đoạn cuối năm vừa rồi À, cuối năm 2023 thì khối ngoại cũng liên tục bán rồng ra mọi người thấy được à, trong khoảng 4 phiên gần đây à, thì khối ngoại đã bán rồng liên tục. Giờ cái sức ép tỷ giá lên quá cao à, thì em có lý giải với mọi người rồi. Nếu mà tỷ giá tăng lên cao thì cái bài toán của khối ngoại ở đây á, đầu tư kiếm lãi ở thị trường Việt Nam đã là một vấn đề rồi. Mà chưa kịp chưa có lãi nữa, à, chưa kịp có lãi nữa thì đã lỗ tỷ giá rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đổi từ tiền đô sang tiền Việt bỏ vào đây đầu tư chưa gì hết. Bây giờ đổi ngược từ tiền Việt là tiền đô đã bị lỗ rồi. À, bởi vì bây giờ muốn đồng một đồng Việt Nam đổi được ít đô la hơn. Để nên mọi người thấy cái đó mới là vấn đề à, mà ngân hàng nhà nước đang phải kiểm soát thì cá nhân em vẫn đánh giá đây là một rủi ro cần đưa vào quan sát bởi vì rủi ro tỷ giá chưa bao giờ là một rủi ro gọi là nhẹ nhàng hết dễ dàng hết à, nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ song hành trên cái diễn biến đồ thị để biết được là liệu rằng cái lực cầu hiện tại tham gia vào thị trường nó có đủ sức để hấp tụ là cái lượng cung bán ra do các lực chốt lời đó từ khâu ngoại do các lực chốt lời từ nhau từ cá nhân hay không à, thì đó là lý do vì sao mình phải luôn đi song hành với lại cái đồ thị chứng khoán hiện tại À, thì mọi người nhớ giùm em cái đó, cái diễn biến mà chúng ta sẽ retest lại cái đỉnh cũ quanh ngưỡng tầm 1275 à tới 1280 điểm. Ê, còn cái đoạn vừa rồi à, rõ ràng nếu anh chị còn nhớ và xem video của em nhiều chắc chắn mọi người sẽ biết được cái đặc tính dòng tiền của thị trường. Cái sự luân chuyển dòng tiền từ các cổ phiếu vốn hóa lớn về lại với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ vẫn đang diễn ra. Bây giờ mọi người thấy được là gì? Là ngày hôm nay bet vẫn tăng điểm tốt đúng không? bet là một cổ phiếu mà em khuyến nghị cho khách hàng của em mua quanh cái giá tầm 25.29 ở đây. À, 26. À, ngày hôm trước em nói rồi. Đây ba à, 3 ngày trước nè em khuyến nghị mua bet quanh giá tầm 25 26 lúc đó là bet khoảng 25 x à, và gia tăng thêm khi mà giá nó vượt lại 27 thì cái điểm mua bet á em nói với mọi người lý do là mua là bởi vì khi mà thị trường chỉnh thì bet nó giữ giá tốt thì tương đương ở thời điểm đó rất là nhiều cổ phiếu đã vận động như vậy à, và em đã chỉ ra cho anh chị đúng không đây mọi người xem nè sẽ liệt kê cho anh chị một vài cổ phiếu có cái vận động tương tự với bet và nếu anh chị xem cái video ngày hôm đó của em chắc chắn là chị sẽ tìm ra được rất nhiều điểm mua tốt đầu tiên là cái FCN đây mọi người thấy không SCN cái lúc mà thị trường chỉnh SCN đi ngang giữ giá trong hai phiên đó hai phiên mà thị trường bị bán này SCN vẫn tăng nhẹ à, và sau khi thị trường bị bán xong rồi lúc mà thị trường bật lên thì SCN bắt đầu đi lên hay là tương tự chúng ta có gì à, chúng ta có những cái mã như là dệt may là có STK nè à, đây sợ thế kỷ hai phiên mà thị trường giảm này sợ thế kỷ đều tăng điểm nè mọi người thấy không à, và sau khi thị trường bật lên thì nó tăng tiếp à, nó vẫn thề sức mạnh à, rồi có những cái mã như là gì à, như là HH này hai thi... hai phiên thị trường bị bán thì HH đi ngang thì sau khi mà thị trường hấp tụ hấp tụ xong cái lượng cung bán ra từ thị trường thì nó bật lên trở lại được thì đó là một cái pattern, một cái mẫu hình mà mọi người thấy là nó đang phổ biến. À, và nó có logic, à nó cho chúng ta được những cái điểm mua rất tốt. Thì rõ ràng nếu mà giai đoạn vừa rồi chúng ta đi tìm kiếm các điểm mua thì vẫn có cái cơ hội để mua được các cổ phiếu này. À và có cái lợi nhuận khá là tốt. À, như, ví dụ như bác bây giờ là đã kiếm được khoảng tầm hơn 10%, à, 13% từ cái vùng nền mà chúng ta mua rồi. À quanh đó. À thì đó là ngày hôm trước em mới nói với mọi người đó, đó chính là thầy ở giai đoạn này á, khi mà dòng tiền nó chuyển nhìn mid cáp chúng ta không thể nào nhìn thị trường để trade điên được bởi vì rõ ràng là gì à, rõ ràng là khi mà mỹ cáp tăng mà các cổ phiếu blue chip không tăng thì chỉ số sẽ không bao giờ tăng được đi đồng nghĩa là gì à, là thị trường có thể đi ngang có thể lình xình dàn co nhưng mà các cổ phiếu mỹ cáp có thể vẫn sẽ tăng tốt à, bởi vì nó vẫn có dòng tiền của riêng nó nó vẫn có câu chuyện của riêng nó à, và giai đoạn vừa rồi nó chưa tăng quá nhiều à, còn ngày hôm nay có một cái nhóm cũng khá đặc biệt đó chính là nhóm bất động sản à, nhóm bất động sản ngày hôm nay là cái nhóm cổ phiếu đầu cơ bắt đầu đi lên dig ngày hôm nay tăng được gần bốn dg ngày hôm nay tăng được hơn một trong phiên có thời điểm tăng được bốn À, rồi bên cạnh đó là một vài những cổ phiếu bất động sản khác như là HDC HDC là mình nói quá nhiều rồi HDC cái lúc mà nó rủ thủng 30 thậm chí là em còn nói trên livestream và trong room cộng đồng luôn trong room cộng đồng em có đề cập HDC ngày hôm qua thôi mới đây thôi giống như ngày hôm trước em có nói với mọi người về cái con đây ngày hôm qua nè người thấy ông hôm qua nè room cộng đồng nè HDC rủ quanh 30 rất là đẹp à, còn con này mà lắp được gáp 32 thì dễ có giá 36 điểm yếu là cản 32 quá dày nên đoạn rồi chưa đủ sức bật đấy thì vừa nhắc HDC ngày hôm qua thì ngày hôm nay bắt đầu bật lên à, không phải ngẫu nhiên mà em nhắc tới HDC thật ra ở cái giai đoạn này á mọi người thấy được là dòng tiền nó bắt đầu lan tỏa đúng không thì thật ra đôi khi á ngày hôm qua có nhấn mạnh với mọi người là cái lúc mà thị trường lan tỏa thế này nè sẽ có những cái nhóm ngành nó chưa tăng được bằng những cái nhóm ngành còn lại và khi đó mình sẽ bị sốt ruột à, mình sẽ bị cái cảm giác đó chính là mình bị gọi là bị nuối tiếc À, mình cảm thấy là cổ phiếu của mình tại sao không tăng được nhiều như vậy à, và chúng ta sẽ có xu hướng là chạy đi chạy qua chạy lại giữa những cái cổ phiếu thường là đi theo những cổ phiếu đã tăng điểm tốt trước đó trong khi đó rõ ràng nếu mà chúng ta như ngày hôm qua có nhấn mạnh luôn là nếu mà chúng ta đang nắm giữ một cổ phiếu nó đang có một cái nền tảng tốt thì rõ ràng sớm hay một dòng tiền cũng sẽ tìm đến nó thôi có thể nó sẽ yếu hơn một xíu à, nhưng mà nó vẫn là một cổ phiếu đang có sự lựa chọn tối ưu thay vì việc là chúng ta bỏ cổ phiếu đang đi ngang đang có nền chuyển qua mua những cổ phiếu đang tăng rất cao à, và có thể gặp rủi ro điều chỉnh bất cứ lúc nào Đấy, thì mọi người nhớ giùm em cái đó. Thì nên không phải ngẫu nhiên mà ngày hôm qua em nhắc HDC. À, là bởi vì ngày hôm qua em cũng nhắc cho nhớ anh chị khách hàng của em về cái dòng trading bất động sản. Và nếu anh chị xem livestream thì em cũng có nói nè. Đây em có nói về công bất động sản nè. Nó là điểm mua hiện tại thì khan hiếm, chỉ có hai dòng chưa chạy nhiều thôi là thép bất động sản. À, và hai dòng này thì mình follow cho em là DSG quanh 18 18.5. Đấy, mình sẽ canh gia tăng thêm khi mà giá vượt 19. À, mình lấy vị thế nhóm bất động sản trước À, khi mà có dòng tiền lớn vào thì mình tham gia sao đối với lại nhóm này tập trung chính vẫn là nam long kdh hay là Vinhome đây là ba cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt tuy nhiên à giai đoạn này giai đoạn vừa rồi nó đã tăng tương đối rồi à, dòng tiền đã cuốn vào nó rồi thì dòng tiền sẽ bắt đầu lan tỏa ngược về những cổ phiếu mang tính đầu cơ mang tính trading điên hơn như là dg DIG hay là ceo để em vừa nói ngày hôm qua xong à, từ ngày hôm nay dòng tiền nó cuốn về bất động sản à, và thậm chí mình thấy được là cái flow á mọi người biết á là những cổ phiếu này á nó sẽ không thể nào tăng được ở những cái nhịp đầu tiên tốt đâu ví dụ như cái bất động sản như dg để tại sao bị chốt ngược ngày hôm nay DG này DSG tại sao bị chốt ngược ngày hôm nay bởi vì đơn giản là do nó giữ nền quá lâu cái như kiểu DG đi, đi cái cảng ở trên giá tầm 28 nó là quá nhiều nó là quá nhiều đừng đó là gì là cái nhà đầu tư cá nhân trước rách lên là bị tán ngược rách lên bị tán ngược cái lượng kẹp hàng nó lớn nên khi mình đi lên đây á, thì cái lượng cung bán ra sẽ rất nhiều à, khiến cho cổ phiếu này chưa tăng được quá nhiều trong cái phiên ngày hôm nay nhưng mà nếu mà người xét về cái mức độ tăng giá đi cái giá đóng cửa đi thì cái giá đóng cửa ngày hôm nay có phải là cao hơn tất cả những cái giá đóng cửa của đoạn vừa rồi không thì có thể xem đây là cái giá cao nhất của DG kể từ thời điểm tạo đáy giai đoạn tháng 10 2023 Đúng không? Thì đó vẫn là một cái điểm sáng cho thấy là tiền đã thực sự tham gia vào mà nó vẫn đang gọi là nỗ lực để hấp thụ là cái lượng cung đó. Tức là mọi người không thể nào kỳ vọng vào những cái nhịp, nhịp, tăng đầu tiên được. Bởi vì nhịp tăng đầu tiên sẽ luôn luôn bị chốt, lúc nào cũng vậy hết. À, bắt đầu từ nhịp tăng số 2, số 3 ở giai đoạn sau á thì nó mới lên được. chứ nhịp tăng đầu tiên thì cái vấn đề lớn nhất đó chính là cái lượng cung kèm hàng mà. Lượng cung kèm hàng rất là nhiều. À, khi đó họ sẽ bán ra ở những cái phiên tăng đầu tiên đó nếu mà cổ phiếu giữ giá sai quay quá lâu giống như con SHS gì đó, mọi người thấy không? SHS giữ nền quanh giá 18 quá lâu nè, 17.5 18 nè. Thì khi mà rớt lên cây đầu tiên nè thì nghe là tức bị chốt về. Lý do đơn giản là bởi vì có quá nhiều người đu giai đoạn trước nên họ sẽ có xu hướng bán ra ở đây. À, nhưng mà từ cây số 2, số 3 trở lên thì nó có thể tăng được tiếp ở đoạn sau. thì mình có thể là follow lên tiếp cái cảnh trên này khoảng tầm giá 19 5 tới 20. À, đó là cái vùng cản ngắn mà mình kỳ vọng là SHS có thể lên tiếp được. đó à, thì mọi người để ý cái đặc tính đó giùm em. Ở đoạn này đặt tính chung của các cổ phiếu là như vậy. À, và thêm một cái cuối cùng đó chính là ở giai đoạn mà thị trường đang bắt đầu bước vào cái đoạn điều chỉnh thay máu cũng như là gọi là luân phiên dòng tiền như hiện tại thì mọi người đừng kỳ vọng rằng một nhóm ngành có thể tăng được 2 đến 3 phiên liên tiếp à, một cách nhanh chóng ở đoạn này nó sẽ không giống đoạn trước nếu đoạn trước dòng tiền đã chọn ngành nào thì tiền sẽ vào liên tục ngành đó nhưng mà đoạn này có một xu hướng đó chính là gì là thông thường là nó sẽ có sự luân phiên với nhau ví dụ ngày hôm qua là ngành à, ngày hôm qua là có thể là ngành, ngành trước là chứng khoán đi à, rồi ngày hôm qua là ngành khu công nghiệp đi À, thì có thể là bắt đầu những ngày sau đó sẽ là những ngành khác như là ngành thủy sản, ngành dệt may, ngành điện, vân à, vân à, thì mọi người phải để ý cái đó chứ nó sẽ không tập trung hết vào một cái nhóm ngành dồn dập giống như ngân hàng hay là trụ giai đoạn trước à, mà nó sẽ có sự luân phiên với nhau nhà đầu tư người ta cũng sẽ đi tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác nhau à, ví dụ như em nói là khi mà nhà đầu tư thấy rằng là ông thép đã tăng rồi thì nhà đầu tư sẽ bắt đầu chốt ông thép để chuyển sang buôn bất động sản chẳng hạn vậy à, luân phiên liên tục như vậy nhưng mà đó là một cái đặc tính tốt, nó cho thấy rằng là dòng tiền vẫn nằm ở trong thị trường chứ chưa rút ra khỏi thị trường. À, nhiều anh chị hỏi em là giai đoạn này thị trường có khả năng gọi là đảo chiều tạo đỉnh hay không? À, thì em vẫn nói rằng là giai đoạn này xác xuống nó không cao. À, nếu mà thị trường nó có gọi là tạo hai đá, hai đỉnh đó, tức là nhịp bull lên lần thứ hai của mình thất bại đó. Cái nhịp mà bull lên ở cái đồ thị một giờ của mình đó, lên trên tầm 1275, 1280 mà vẫn thất bại. Đó điều đó đồng nghĩa là chúng ta chưa đủ lực để vượt qua được cái vùng cản này thì có thể giai đoạn sau đó mình sẽ chỉnh tiếp tục về một nghìn à, và có thể xoay quay ở trong biên độ đâu đó tối đa là một nghìn cho tới một nghìn chẳng hạn vậy lên xin ở trong cái biên độ đó nhưng mà giai đoạn sau thì em vẫn kỳ vọng nó sẽ tiếp tục vượt lên trên với những cái diễn biến của chứng khoán thế giới với những cái động lực của cầu ở trong trung hạn như vậy còn những cái nhịp trung lắc về bản chất về bản chất nó chính là những cái nhịp thay máu và những cái nhịp củng cố cho cái xu hướng tăng của thị trường nên mọi người nhớ em cái đó À, nên chúng ta quan sát nó lên làm gì chúng ta quan sát nó để chúng ta có thể cơ cấu cái danh mục của mình làm sao cho nó phù hợp à, chứ nếu bây giờ thị trường nó chỉnh từ một nghìn mà nó về một nghìn hai trăm một nghìn mình nằm im á Thật nằm im vẫn được thôi nằm im để qua cái đoạn chỉnh nó vẫn được thôi à, nhưng mà cái hiệu quả danh mục mình nó sẽ kém hơn thay vào việc đó mình có thể đảo một phần ra ví dụ nếu mình cầm 100 cổ phiếu à, thì mình có thể đã 50 ra ở vùng cao này mình vẫn giữ 50 à, vẫn giữ cái lượng hàng đã có trước đó với cái vị thế đã có giá vốn tốt à, rồi mình chờ mình vừa lại khi mà giá nó bắt về lại 1.200 à, 1.200 1.220 chẳng hạn À, khi mà các cổ phiếu nó về là cái vùng hỗ trợ mà mình đánh giá rằng là có khả năng nó bật lại cao, yeah, thì mọi người nhớ những cái đó. À, rồi, ha, đó là với những cái chia sẻ chính của em về thị trường ở trong giai đoạn này cũng như là một số cái lưu ý của em. À, thì anh chị nếu mà hiện tại đang xem video của em nếu mà thấy hữu ích thì đừng quên là bấm like video nè, à, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu chị chưa đăng ký nè. À, ngoài ra thì à, do thuật toán của YouTube là nó sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video mà có nhiều like, nhiều lượt thích đấy à, và bình luận. À, thì mọi người có thể để lại cho em một cái comment ở phía bên dưới này cũng như là like để giúp cái video mình được lan tỏa đến nhiều anh chị khác hơn ha và em cũng để thông tin liên hệ là Zalo và số điện thoại à, thì nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong được khách hàng đang gặp bế tắc đang gặp khó khăn ở trong quá trình đầu tư à, chưa đầu tư hiệu quả thì có thể là kết bạn Zalo với em nè hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu về danh mục cũng như các vấn đề liên quan đến chứng khoán à, thì cảm ơn chị rất nhiều vì luôn dành thời gian quý báu của mình à, để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em à, thì bây giờ em sẽ đi sơ lược về các cái nhóm ngành à, đánh giá dòng tiền của các nhóm ngành à, để cho anh chị hình Dung, hình Dung rõ hơn về cái diễn biến dòng tiền hiện tại của thị trường ha. À, rồi đầu tiên là mình sẽ nói về à, ngân hàng trước à, ngân hàng thì ngày hôm nay đã có dòng tiền tham gia lại khá là tốt đa số ngân hàng ngày hôm nay là một phiên test cung à, ví dụ như acb đi acb sau khi phá vỡ cái xu hướng tam giác đối xứng trước đó à, thì bây giờ đang có nỗ lực để test lại cái biên cái biên dưới của cái tam giác đó một lần nữa à, và phiên ngày hôm nay có thể xem là phiên test cung khá là tốt của acb à, bởi vì sao cái phiên bật tăng lên ngày hôm trước à, thì ngày hôm nay cũng đã hấp tụ là cái lượng chốt lời quanh ngày hôm đó à, trước mắt nếu chị nào mà có hàng thì mình cầm tiếp nhưng mà mọi người lưu ý giùm em là đối với em mua mới á mua mới đối với nhóm ngân hàng thì ngày hôm qua em vẫn nhấn mạnh với anh chị là cần hai yếu tố một là biên độ biên độ phải đủ lớn tức là cái mức, hấp dẫn của nó cái khả năng sinh lời nó phải cao à, đối với các ngân hàng thì ưu tiên của em vẫn là điều chỉnh ít nhất được khoảng tầm 5 đến 10% phần trăm từ cái vùng đỉnh cũ để mình tham gia tùy vào cái lượng hàng có sẵn của mình trước đó tùy vào cái giá vốn của mình nhưng mà rõ ràng khi mà cái biên độ đủ lớn thì mình tham gia nó sẽ hấp dẫn hơn đó là cái thứ nhất cái thứ hai là nó cũng sẽ bù đắp lại cái phần rủi ro mà mình đang phải chấp nhận À, bởi vì rõ ràng nếu chúng ta tham gia với một cổ phiếu đã tăng khá là nhiều rồi thì chúng ta cũng phải chấp nhận một cái mức rủi ro cao hơn so với lại những cổ phiếu khác đúng không? À, tương tự đối với ACB thì em vẫn ưu tiên nếu mà có giá tầm xa 26, 26.5 thì có thể mua mới được hay là mua thêm được còn hiện tại thì mình cứ follow cái diễn biến retest cung hấp tụ cung của nó thôi à, và em vẫn đánh giá nhóm ngân hàng sẽ cần thời gian à, cần thời gian lâu hơn là những nhóm ngành khác à, BID ngày hôm nay cũng vậy đa số ngày hôm nay anh chị thấy là ngân hàng mặc dù là trong phiên bị bán á, nhưng mà thanh khoản khá là thấp như HDBank này, bank này, có con AC này ngày nay em bán ngược trở về volume khá là to này, AC mọi người để giùm em cái lượng hỗ trợ anh quanh cái vùng khải tầm giá 17.5 nha. À, mọi người nhớ là ngày hôm trước mình nói là cái stop loss quanh giá tầm 17 năm ha, nếu mà giá nó quét từ dưới cái vùng hỗ trợ đó thì khả năng rất cao nó sẽ chỉnh về sâu hơn dưới này. À, lên quanh cái vùng gap khoảng tầm giá 17. nha à, nếu anh chị nào mà đang cầm AC thì lưu ý cái đó. À, liên Việt thì ngày hôm nay test cung, test về đáy cũ thôi. À, volume ngày hôm nay khá là cao, vẫn tăng so với phiên ngày hôm qua đồng nghĩa liên Việt vẫn chưa cân bằng. À, nên chị nào mà đang muốn mua mới liên việt thì vẫn hạn chế mà bên ngày nay rút chân rất là đẹp à, động một phần nhờ vào cái câu chuyện cơ cấu quỹ giai đoạn cuối ngày à, nhưng mà nhờ việc rút chân quay trở về cái nền phía trên này thì mình follow tiếp cái diễn biến rằng có ở đây thôi à, và cá nhà đánh giá thì nó cũng sẽ cần sẽ quay hấp tụ là cái lượng cung lên quanh đây nhưng mà phiên ngày hôm nay là một phiên test cung tốt mà à, nếu chị nào mua mới thì sẽ ưu tiên nhiều hơn nếu mà có giá tầm 22 5 năm độ xuống à, cũng là retest lại quanh cái đường MA50 mươi nè à, còn hiện tại nếu mà có hàng thì mình cầm tiếp thôi à, mình theo dõi cái vùng nền ở phía trên này à, nếu chị nào mà đang cầm hàng có thể nâng cái chặn lại lên cái, cái đuôi nến ngày hôm nay luôn cái đuôi nến thấp nhất ngày hôm nay là giá khoảng tầm 23 đó à, mình có thể nâng chặn lại lên quanh đó luôn là bởi vì đó là cái vùng mà nó là retest là vẫn hấp thụ lại cung ở trong phiên ngày hôm nay ha rồi tiếp theo là mình nói về SHB, uh, SHB thì cũng đang retest là cái đáy dưới này khoảng tầm giá 11.2 một lần nữa nhưng chung nói với em thì cái việc mà nó phá vỡ cái vùng uh, cân bằng trước đó của nó cũng như là phá vỡ vào cái đuôi nến dưới này nè cái đuôi nến thấp nhất cái nến dài cái nến ngày hôm 31 tháng 1 đó nó cho thấy được là cái lượng cung đang áp đảo so với lượng cầu hiện tại rồi nó ngắn hẹp nghĩa là vẫn sẽ hơi khó đi lên được ở đoạn sau. À, trừ khi nào mà nó gọi là nó phải lắp được cái gáp ở trên này nè, quanh giá tầm 12 á, lúc đó thì cái sức mạnh nó thực sự là khỏe và đoạn sau nó sẽ đi lên tốt hơn. À, còn bây giờ thì nó chỉ lên sinh lên sinh được ở đoạn này thôi, à, cũng rất là khó đi xa. À, nhưng mà nó cũng sẽ không chỉnh sâu đâu đó, là bởi vì nó không có tăng nhiều ở đoạn vừa rồi nên cái lượng cung đeo bám nó cũng sẽ không nhiều. Bởi à, ví dụ nó có hỗ trợ dày dưới này là khoảng tầm giá 11.2 nè, à, 11.3 nè. À, nên nếu mà có những cái nhiều chiếc khấu về là cái vùng hỗ trợ này thì ra nó cũng sẽ bật lại được thôi ở đoạn sau. À, nhưng mà để đi xa hơn thì em nghĩ là vẫn khó. Ở STB thì anh chị vẫn canh mua quanh giá tầm 29.5 tới 30 ha. Techcombank thì có giá tầm là 39, 40 là mình canh tham gia được. Ngày hôm nay giá thấp nhất chạm về là 40.4. Thì vẫn chưa có 40 cho mọi người tham gia. có đoạn trước đó bị bán đó, nó về là được 39.9 39 nè. Nhưng mà nhìn chung thì em vẫn canh là có giá tầm 38.39 ở đây nè. canh tham gia đánh nhiều số 2 được đó là tới cơm. nhìn chung thì nó vẫn đang ở trong quá trình hấp thụ cung của nó. TB thì lanh quanh cái vùng gáp này. À, mọi người tham gia được vùng gáp tầm 18.5. Có thể mua mới một phần được nha. Quanh đây cũng được đối với TB. À, mình sẽ follow cái nhịp nỗ lực phục hồi của nó quay về là cái vùng phải tầm giá 19.5 tới 20 ở phía trên. Ngày hôm nay có VIP rất khỏe, thậm chí VIP ngày hôm trước em nói với anh chị cái gáp quanh 21 là cái gáp quan trọng đúng không? À, thì nó test lại gáp này không lắp. À, cái giá thấp nhất mà nó chạm về là 21.2 thôi. À, sau đó kéo ngược trở lại đồng nghĩa là cái vùng 21 là cái vùng mà cầu của VIP rất tốt và đây là cầu tay to. À, đây là cầu Smart Money đó. Thì với cái việc mà cầu Smart Money tham gia ở đây thì khả năng là VIP em nghĩ là nó cũng sẽ có cái hỗ trợ cứng vào quanh 21 này. À, nên nếu mà trước mắt thì mình cứ follow lên tiếp cái vùng cản trên này khoảng tầm giá 23 lần nữa thôi. Nhưng mà nói là cổ phiếu ngân hàng bật lại nhanh nhất và sớm nhất ở cái đoạn này, đồng nghĩa là cái sức mạnh giá của nó đang rất là tốt nha, à, đối với lại VIB. À, có hàng thì mình cầm tiếp được. Và ViBank thì vẫn đang khá là đuối ở cái vùng 19. à 18.5, 19 này. À, nếu mua mới đối với lại VBBank á thì anh chị ưu tiên là anh chị mua gọi là lấy vị thế thôi. À, còn VBank thì vẫn là ưu tiên khi nào mà giá nó vượt qua được 20, vượt lên được cái cản trên này nè, à, thì mình gia tăng sẽ tốt hơn đối với lại VIB ha. À, rồi đó là với ngân hàng, MSB có thể canh quanh cái vùng 14.5 15 ở đây tham gia được. À, đối với lại cổ phiếu này. À, bất động sản thì có KBC nè mọi người lưu ý giùm em cái 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 gáp 33 để à, mọi người để giùm em lắp lại gáp 33 thì khá là xấu à, thì nếu mà giữ lại trên gáp 33 vì phiên hàng về ngày mai đó hàng về mà ngày mai ngày mai mà neo lại trên 34 thì quá đẹp nhưng mà có cái điểm ngày em cho em thấy là mặc dù cây nến này nó rất lên volume to này nhưng mà thật ra cái lúc mà nó chạm về 35 á cái lúc mà giá nó chạm 35 ở trong phi là cái giá cao nhất á à nó không có FOMO tức là ngày đó nó chạm đúng 35 nó bị tán về thôi mà cái volume ở quanh cái vùng 35 rất thấp à, nên cái em đánh giá thì KBC vẫn chưa phân phối đâu em thì em vẫn kỳ vọng là KBC lên tiếp được cái vùng 35.5 36 trên này À, và xa hơn là vùng bốn mươi à, tất nhiên cái quá trình đi lên kbc nó sẽ chậm à, do nó có nhiều yếu tố gọi là à, hơi à, lượng cung đeo bám nó hơi nhiều nhà thì cá nhân đeo bám nó hơi nhiều à, nhưng mà nó vẫn là một cổ phiếu mà chúng ta có thể lưu ý bởi vì cái câu chuyện tăng trưởng của nó là có à, nó có câu chuyện và chúng ta có thể bám theo câu chuyện đó à, để mà đầu tư à, với những cổ phiếu như là kbc à, tiếp theo là với lại gvr thì là quá khỏe rồi gvr những cái ông ở nhịp một này thì mọi người tham gia nhìn chung là rất là cơ bản là sẽ không có rủi ro rất ít rủi ro À, chỉ khi nào mà nó muốn mua thì khi nào có chỉnh thì mua thôi còn lại thì hầu như có hàng thì mình cầm tiếp trước mắt sẽ lên cái vùng kháng cự trên này khoảng tầm giá 35 à, nên nên chị nào mà có hàng thì mình cầm tiếp đó với giờ được tính ra từ nền đó nha từ nền với đoạn tháng 1 giai đoạn vừa rồi vừa bây tăng hiện tại thì đã tăng được hơn 50 từ cái vùng nền rồi và các cổ phiếu có cái bay tương tự như DGC cũng tương tự như vậy ha DGC nếu tính ra từ cái vùng nền giá này nó cũng tăng được đâu đó khoảng tầm là 34 rồi thì mình hoàn toàn có thể kiếm những cổ phiếu mà có cái nền tảng dài thế này nè đa số những cổ phiếu nào mà có nền tảng dài trước khi đi lên có những cái nhịp đủ bỏ thì cái độ tin cậy và cái sức mạnh giá nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều ở cái đại sau à, nên mới nói với mọi người là thật ra mọi người nhìn những cái mã như DCM DBM nhìn nó lì lì vậy thôi nhưng mà nếu mà nó vào trên thì nó tăng rất là mạnh á. những cái mã này đa số đều đã có những cái vùng nền tảng tương đối tốt trước đó à, sức mạnh thì chắc là không bằng những cái mã như DGC hay là con GVR rồi nhưng mà nó vẫn khỏe hay à, DG World mọi người thấy DG World đang thể sức mạnh đúng không DG World nó làm nền chồng nền tức là nó làm hai cái nền ở dưới này một nền này hai nền này và sau khi nó vượt qua được hai cái nền này và nó vượt qua được cái vùng kháng cự khoảng tầm giá 60 thì hiện tại gần như ở phía trên này á cái vùng cản kế tiếp của DCW là khoảng tầm giá 70 ở phía trên này à, 70 72 đó mà người thấy là nó tăng được cũng tương đối từ nền giá rồi và DCW là một cổ phiếu mà có nằm trong cái list mà em đánh giá ở giai đoạn đầu 2024 mọi người nhớ không đầu 2024 em cứ đưa cho anh chị một cái danh mục khoảng 10 mã trong đó là em nhấn mạnh à, là ngành bán lẻ là ngành sẽ có sự phục hồi ở trong năm nay đấy à, là có DCW rồi lúc đó là ngân hàng có công thương vân à, vân à, lúc đó là có những sự cần phiêu giữa mà Đức g world à, frt và bet thì em mới nói là ưu tiên là ưu tiên dùm em dg world và bet mà Đức g thì nó vẫn tăng mọi người theo nó vẫn tăng so với đáy thôi nhưng mà nó tăng yếu hơn nó tăng yếu hơn là bởi vì á, nó bị ảnh hưởng bởi câu chuyện là bị loại khỏi cái rổ đa mình à, bị loại khỏi rổ đa mình nếu mà tháng tư này nó không qua được cái đợt review đó thì sẽ có cái lượng cung bán ra khá là lớn À, và cái em đánh giá nếu em là chủ của MWG á tức là gọi là tạo lập của MWG đó em biết rằng là cổ phiếu của em có khả năng bị loại khỏi rổ diamond à, và quỹ các quỹ họ sẽ bán ra ở cái vùng ở phía trên này thì em sẽ không dạ gì kéo lên quá cao à, để cho họ bán được cái giá tốt à, mà thông thường có thể là em sẽ lình xình ở cái giá khoảng tầm 42 45 ở đây để cho quỹ bán ra ở vùng này rồi sau khi mà hấp thụ hết cái lượng cung bán ra từ quỹ thì đằng sau mình kéo sẽ dễ hơn à, chứ bây giờ nếu mình biết là quỹ sắp bán rồi mình kéo lên 50 55 cho họ bán ra thì khác gì là mình cho tiền họ đúng không thì tôi tư duy chung của tạo lập cũng như vậy thôi thì họ cũng sẽ không thể nào thích mà một người nào đó bán cổ phiếu của họ với giá cao họ đa số nha mục đích chính của họ là ép làm sao để tạo lập hay thậm chí là cả quỹ bán ở cái giá thấp và mua ở cái giá cao bởi vì khi đó thì họ mới có lời được mọi người nhớ em cái đó ha rồi tiếp theo là mình nói về bất động sản thì mình để giùm em á. bất động sản thì có dsg ngày hôm nay tăng lên bị chút ngược trở về là dsg test là cái giá thứ hai cái là đẹp lên giờ để mua gia tăng là quanh giá 19 hiện tại thì vẫn chưa vượt lên trên được 19 đó nên có hàng thì mình cầm tiếp thôi nhưng mà phiên ngày hôm nay là phiên cho thấy dòng tiền đã tham gia vào với nhóm này à nên cái điểm cộng sẽ là gì là nếu mà trong một hai phiên tới mà nó vẫn giữ được giá xanh tức là không bị chốt lời đặc biệt là phiên hàng về đó ví dụ kiểu mà con DSG này là quanh cái đường MA 50 là 18.6 à, nếu mà nó vượt lên trên 18.6 đó thì chắc chắn nó sẽ có giá 20 à thì khi đó anh chị tham gia cũng thoải mái nếu anh chị nào mà tham gia thì có thể lấy vị thế dần lên quanh cái vùng hỗ trợ dưới này cũng được DSG DG cũng tương tự này đây mọi người thấy là nó sai quay ở đây quá lâu rồi Và cái việc sai quay lâu như thế này á Thì cái quá trình đi lên ở những cái phiên đầu tiên nó sẽ khó à, Nhưng mà cái đoạn sau mà khi nó là vượt thoát ra khỏi cái nền này rồi á, Thì chắc chắn là cái lượng cung á Nó sẽ ít đi Và cái lượng cầu nó sẽ gọi là Chỉ cần một cái lượng cầu nhỏ thôi Tham gia vào Cũng giúp cho cổ phiếu nó vượt qua được những cái vùng kháng cự tương đối rồi à, Vì khi đó nó sẽ không còn quá nhiều cung nữa Cung nó bị rũ bỏ rất là nhiều ở trong cái vùng đã lình xình ở giá 26, 27 rồi à, nên nếu anh chị nào mà đang cầm DG thì mình cầm tiếp thôi, như DG cũng vậy. đa số những cổ phiếu bất động sản mà tính đầu cơ thì nó chưa tăng được nhiều nhưng mà nó vẫn là cổ phiếu mà chúng ta nên lưu ý bởi vì nếu mà dòng tiền đầu cơ dịch chuyển về cái nhóm này à, thì khi đó nó vẫn sẽ hút được tiền tốt và thậm chí nó tăng còn nhanh hơn cả những cổ phiếu blue chip thì bởi vì những ông này là những ông đầu cơ rất kinh nếu anh chị đã từng trải qua những cái giai đoạn mà của DG, DG hay là những cái mã mà nó tăng từ giá 15 lên giá 40 như DG tăng từ 20 lên 120 à, thì mọi người biết là nó nó vẫn sẽ có những con sóng thần chỉ là không phải là tất cả những cổ phiếu nó sẽ không tăng cùng nhau thôi ví dụ như là giai đoạn vừa rồi những cái mã như DGCFRT gvr thì đã có những con sóng thần rồi thì ở những cái giai đoạn sau sóng sau thì vẫn sẽ có những ngành có những cái mã tương tự như vậy à, bởi vì trong cái bối cảnh mà nền kinh tế được bổ trợ bởi cái câu chuyện lãi xuất phát tức là tiền đang rẻ đó thì tâm lý chung của nhà đầu tư à, hay là gọi là những cái người dân á thì họ cũng sẽ đẩy tiền vào những cái kênh như là chứng khoán này như là bất động sản này đúng không à, bởi vì khi cái tài sản đầu cơ tài sản đầu tư họ tăng lên thì cái giá trị cái đồng tiền sẽ bị mất giá nếu mà chúng ta không làm gì à thì bên cạnh đó thì mọi người thấy được là các ông chủ doanh nghiệp á, thì họ phải tận dụng những cái cơ hội này họ tận dụng để làm gì họ tận dụng để kéo cổ phiếu lên để tăng số lượng cổ đông mục đích là để phục vụ cho cái việc là đầu cơ kiếm lợi nhuận tức là họ sẽ mua thấp bán cao là cái thứ nhất rồi cái thứ hai là họ sẽ tăng vốn họ tăng vốn thông qua hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu bây giờ là chưa có nhiều đâu bây giờ đã rồi chỉ có nhóm chứng khoán thôi nhưng mọi người biết á nếu mà thị trường tăng lên khoảng tầm nghìn bốn nghìn năm chắc chắn lúc đó sẽ rất nhiều doanh nghiệp phát hành thêm phát hành thêm ở đây chính là phát hành cho cái đầu hiện hữu á giống cái đoạn mà thị trường 1500 năm 2020 tới 2022 đấy giai đoạn cuối 2021 rất nhiều doanh nghiệp phát hành thêm bởi vì đơn giản lúc đó họ biết rằng cổ phiếu đang có mức định giá cao và họ phát hành thêm mà để bán ra cho nhà đầu tư lấy tiền nhà đầu tư ở cái vùng giá cao đó đem về doanh nghiệp và dùng cái lượng tiền đó để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thì thông thường ở giai đoạn mà họ bắt đầu bán cổ phiếu ra là lúc mà họ thấy là giá cổ phiếu bắt đầu cao rồi đấy thường là như vậy còn nếu mà giá thấp thì họ thường họ sẽ không bán ra nhiều à mà họ sẽ có xu hướng là ép bán nhiều hơn tại à, bởi vì giá thấp thì họ sẽ muốn gom là 10 ha rồi CEO hay là cả DG, gdg đoạn này vẫn sẽ cần retest tức là cần phải test cung thêm một cây nữa ít à, như là cây hàng về phải neo lại trên cái nền này à, thì đoạn sau nó sẽ lên được tốt ở cái ở cái điều sau à, Nam Long ngày hôm nay bị chốt khá là nhiều mọi người để ý cái nến ngày hôm nay Nam Long vol không có to ngày hôm nay Nam, Nam Long bị quét à, giá chạm thấp nhất là khoảng tầm 41.5 là do cái lệnh chống ở giai đoạn đầu ngày nó khiến như cổ phiếu này chỉ cần một cái lệnh bán nhỏ xuống thôi là cũng đã khiến như giá cổ phiếu giảm mạnh rồi nhưng mà mình cũng lưu ý nha là bởi vì nếu mà không có cầu kê ở dưới thì nó cũng là một trong những yếu tố cho thấy rằng là cổ phiếu này nó không có chủ động để hấp tụ là cung bán ra à, nên trước mắt nếu chị mà cầm năm long thì mình cũng chủ động mình nâng cái chặn lãi liên quan cái giá tầm khoảng 43 giùm em 42.5 hai năm tới bốn mình nâng cái chặn lãi liên quan đó bởi vì ngày hôm trước mình cũng tham gia nó lên quan cái vùng nền ở dưới khoảng tầm giá ba sáu rồi à, nên chị mà cầm năm long thì lưu ý nha rồi chúng ta có ri ở ri thì hiện tại đang ở cảng 64 mua mới thì cũng sẽ hơi khó con này thì vẫn chậm đấy con này không đi nhanh được anh chị nào mà có hàng thì mình cầm tiếp thôi BDR thì mua mới ngày trước mình nói là sẽ canh ngon cái vùng khoảng tầm giá 26.5 tới 27 nếu mà có giá tầm 27 thì đẹp canh nào đỡ biên dưới thôi đối với lại cổ phiếu này Nova thì vẫn đang test lại hỗ trợ gáp quanh 16 nhìn chung là mình nâng cái stop loss lên quanh 16 nha à, do 16 thì vẫn là cái vùng mà gọi là gáp trước đó đấy nên cái sức mạnh giá ở đây vẫn tốt nhưng mà nếu mà thủng 16 phát thì em nghe là cái lượng cung bán ra sẽ khá là nhiều Tất nhiên ở trong nhóm bất động sản thì em sẽ không bao giờ ưu tiên nó với lại con Vin con Novaland nha, bởi vì rõ ràng nó có nhiều yếu tố mà chúng ta cần lưu ý. À, nó sẽ có nhiều cổ phiếu khỏe hơn và cũng có nhiều sự lựa chọn hơn thì chúng ta cũng sẽ không nhất thiết phải chọn là Nova. ACC đang rất là khỏe nè, ACC hiện tại được đóng vai trò như là một cổ phiếu leader của nhóm bất động sản gì nó bật lên từ cái giai đoạn ngày hôm 27 tháng 2 và giai đoạn gần đây dòng tiền tham gia rất là tốt. Trước mắt thì cái lượng kháng cự, cái kháng cự gần nhất của nó phía trên là khoảng tầm giá 17 nên chị nào mà có hàng thì follow tiếp lên cái vùng kháng cự này được. Và nó đang tăng ở cái nhịp số một nên mọi người không cần chốt sớm đâu. À, nếu mà nó có một cái nhiều chút lời ngắn về cái vùng khoảng tầm giá 15.5 tới 16 thì mọi người canh tham gia và mua mới được à, Đó với lại ICC ha. À, mình đánh về cái đỉnh cổ phía trên này khoảng tầm giá 17 lần nữa à, Đó với lại cổ phiếu này. Rồi với lại là chứng khoán, chứng khoán thì ngày hôm nay là một phiên test cung luôn, SA ngày hôm nay nè, retest lại cung quanh cái đường MA10 à, bật về 37.2 sau đó cuối ngày kéo ngược trở về. Nhìn chung thì ngày hôm nay vẫn là một phiên giảm điểm đồng nghĩa là cái lượng cung vẫn khá là lớn. À, thì mình chú ý em cái động thái test lại cái vùng kháng cự tầm 1270, một cái 280 của Vinet À, bởi vì các cổ phiếu này nó sẽ có vận động tương tương đương với nhau. nếu mà các cổ phiếu nếu như thị trường mà nó retest là thất bại cái vùng cầu ở phía trên đó, cái lượng kháng cự phía trên đó, thì chắc chắn là cái lượng cung bán ra, coi những cổ phiếu chứng khoán sẽ nhiều hơn ở trong những phiên tới rồi. À, VCI này ngày hôm nay bật lại khá là tốt, rồng việt ngày hôm nay cũng bật lại tốt. Mọi người thấy được tất cả cổ phiếu này tăng lại một phần là nhờ vào câu chuyện kết quả kinh doanh quý 1 đấy. Thì nếu anh chị nào mà đang cầm thì cứ cầm tiếp thôi, không cần phải gọi là bán quá sớm đâu. À, bởi vì nó vẫn thể hiện sức mạnh được. So với lại những cái phiên trước, ví dụ ngày hôm nay là phiên hàng về mà ngày hôm nay là phiên hàng về của đồng Việt Kim Red lên trên 22 này nhưng mà nó vẫn bật, bật lên tiếp được quanh 23 này đồng nghĩa là cái lượng cầu vẫn rất là khỏe ở đoạn tới à, bản Việt cũng vậy Ê, đây là những cổ phiếu mà em đã luôn liên tục nhắc rồi ha SI này đồng Việt hay là bản Việt à, còn đối với những cổ phiếu khác như là FTS ngày hôm nay nhờ cơ cấu quỹ nó bật trở lại được à, nhìn chung ông này vẫn đang tăng ở cái nhiều số 1 thôi nên nếu ông này có bị chốt thì đằng sau bên canh mình tham gia mua mới để mình đánh về cái đỉnh cũ còn tạm thời thì vẫn chưa có điểm mua hay là những ông như là CTS này CTS có thể canh có giá tầm 36 này mình canh tham gia được ha là MBS MBS thì hiện tại đang test đỉnh số 2 mọi người lưu ý mình nâng chặn lại lên quanh giá 29 giùm em nếu mà giá quay về dưới 29 thì cái là xấu à, khi đó thì khả năng sẽ tạo hai đỉnh à, còn có hàng thì mình cầm tiếp à, từ đó là với cái ông chứng khoán vốn hóa nhỏ nhưng mà nhìn chung thì cầm ông nào, nào cũng vậy thì chú ý là lưu ý vào cái danh mục tự doanh à, nếu mà danh mục tự doanh của những ông đó hiệu quả thì cơ bản là đoạn sau vẫn tham gia được bình thường bởi vì nó vẫn còn kỳ vọng à, nó vẫn còn kỳ vọng vào cái kết quả kinh doanh quý một à, và bên cạnh đó nếu ông nào mà có câu chuyện tăng vốn thì nó vẫn sẽ là một câu chuyện à, lâu dài cho cái nhóm chứng khoán để có thể hút được tiền à, tiếp theo là mình nói về à, à, à có ông SHS thì ông này là nãy em vừa giải thích với mọi người rồi ông này thì giai đoạn lịch sinh quá lâu ông này không tệ đâu ông này vẫn có câu chuyện cơ bản khá là tốt đấy à, nhưng mà vấn đề là khi mà ông giữ quá lâu lên qua cái vùng 10 17 18 này nè thì cái lượng cung đeo bám nó nhiều nên những cái cây tăng đầu tiên thì sẽ chưa tăng được nhưng mà những cây tăng số 2 số 3 đó thì đoạn sau có thể tăng tốt hơn à, trước mắt thì mình cứ cảm tiếp lên giá 20 xem như thế nào ha gần đây là dệt mai có sống khá là tốt dệt mai hiện tại hầu như những cổ phiếu trong ngành này đang có sống và đang ở những cái nhịp tăng đầu tiên thôi nó cũng chả cái gì cũng GVR đâu nên tạm thời nếu anh chị nào mà cầm thì mình cầm tiếp thôi à, không cần phải chốt sớm nó với nhóm này nếu mà nhóm này mà có bị chốt ngắn ví dụ như kiểu bị chốt ngược và lại con ghiu đi để mà bị chốt ngược phải khoảng tầm giá 36 37 thì canh mua mới được bình thường mình đánh về đỉnh cũ được à, nên những cao này mà đã có hàng là phải cầm chặt cầm chặt tức là để tránh trường hợp mình bán quá sớm à, phải hâu được trọn con sóng này à, ít nhất thì mình cũng phải ăn được 30 40 trăm từ cái nền giá thì khi mà như ông này bắt đầu bị chốt về thì cứ canh mua thêm đó còn nhớ chị nào mà chưa có vị thế hay là muốn mua đối với nhóm này thì cứ canh khi nào mà có chỉnh biên độ được 5 tới 10% thì vào mình tham gia đó là với nhóm dịch mai ha tương tự là thủy sản thủy sản đông rồi thì vẫn chưa quá nóng thủy sản thì ngày hôm trước chỉ có mỗi VHC là gọi là tạo sống được là tăng được từ giá 65 lên giá tầm 7 80 lăn quanh đó bị chốt quanh 80 nhưng mà ông này chưa tạo đỉnh đâu bởi vì von mọi người thấy là von ở giá trên này rất là thấp von trên này thấp đồng nghĩa là cái lượng cung ở đây không nhiều à, không bán ra quá nhiều nên mình có hàng thì mình cầm tiếp VHC đó VHC đó VC mà có chốt về lại khoảng tầm giá bảy 72 gì đó thì canh tham gia mua mới được bình thường đó đối với lại ông này còn ông ANV thì vẫn hơi kém nè ông ANV ngày hôm trước nó vượt lên trên giá 36 hai ba lần gì đó mà chưa vượt lên trên được đồng nghĩa là cái lượng cung bán chặn ở trên đó vẫn lớn à, những ông như thủy sản này á, thì em vẫn nói với mọi người là nó không yếu đâu à, nó yếu là nó sẽ không giữ gáp được ở đạn vừa rồi ví dụ nó mở gáp ở đây và nó không lắp lại là mọi người theo à, nó cho thấy là nó vẫn hấp tụ là cái lượng cung bán ra ở đây thôi à, nhưng mà bởi vì á, là có thể là do cái lượng cung để bám nó nhiều nên cái quá trình hấp tụ sẽ lâu hơn à, còn vhc là sẽ nhẹ tào hơn là bởi vì vhc là cổ phiếu mà cái giá nó lớn à, đó giờ thì khá là ít nhiều từ cá nhân tham gia vhc thì cá nhân đánh giá mà họ thích tham gia những cái mã vừa anv hay là IDE hay là asm hơn cá như em thấy là như vậy. nhưng mà nếu mà có hàng thì cầm thiết được không bình thường. À, đối với lại những ông như là uh, ANV, ANVHC ha. À, rồi đó là với một vài những cái nhóm ngành. cuối cùng là ngành thép này, ngành thép thì uh, người để giùm em là Nam Kim, Hoa Sen, Nam Kim thì sao quay biên 23, 25 thì tạm thời thì về cơ bản là chưa có điểm mua mới đâu. À, khi nào mà giá là confirm lại, ngày hôm trước mua mới là mình sẽ ưu tiên mua ở dưới 24 À, còn bây giờ mua mới thì mình sẽ ưu tiên khi nào mà giá vượt lên trên 25 thôi. À, còn hiện tại thì em nghĩ là vẫn khó. tiếp theo là mình nói về à, hoa sen. hoa sen thì vẫn lình xình. sình. À, nhìn chung thì mọi người để ý là những cái ông hai biên này khi nào mà về lại nửa biên dưới thì mình canh mua mới hay là mua thêm. À, còn chỉ mua thêm, chỉ mua gia tăng khi mà nó vượt lại biên trên. tức là khi nào bước vào cái con sóng tăng. À, hiện tại thì hai ông này thì vẫn đang bị thiếu động lực từ cái câu chuyện giá thép nên nó vẫn hơi lình xình một xíu, à, khiến cho cái lượng cầu còn về vẫn dè chừng à, đối với lại nhóm thép. À, nhưng mà nhìn chung thì nếu mà nói ra thì cái độ rủi ro cũng sẽ không cao là bởi vì chưa tăng nhiều à, chưa tăng nhiều tức là lượng cung đeo bám nó không có nhiều thì mình có thể canh mình tham gia ở đoạn sau nếu mà có những cái vùng chiết khấu tốt nhưng nếu mà nam kia mà có giá lại dưới 24 thì vẫn canh tham gia được bình thường à, như hoa sen thì lên quanh phải tầm cái vùng phải tầm hai mươi một hai hai ở dưới này đây thì mọi người lưu ý cái đó ha rồi cuối cùng là ngành dầu khí này dầu khí thì uh, bvt ngày hôm nay tăng tốt bvt là cổ phiếu có trong rừng bíp đúng không à, có trong khách hàng Nên nhìn chung nó khách hàng thì ngoại trừ những cổ phiếu mà trước đó mình nói nhiều ở trong nhóm chứng khoán này hay là thậm chí là cả nhóm bất động sản này à, rồi những cái list cổ phiếu trong nhóm bán lẻ tức là giai đoạn đầu năm á, những cổ phiếu đầu năm rồi những list cổ phiếu sau tết á, mình đưa ra đó thì giai đoạn vừa rồi mình cũng tham gia một số những cổ phiếu mình tính đầu cơ cao hơn như là bet hay là bbt Ở à, nhìn chung đối với em những cổ phiếu này vẫn đang có dòng tiền tham gia tốt thì mình cứ bám cái dòng tiền này à, để mình có thể kiếm được trọn vẹn con sống nhất có thể cái BBT ta gạt trước của em là ba mươi thì bây giờ cứ follow lên tiếp ba mươi thôi như best ngày hôm trước khi mà em cho mọi người mua kỳ vọng ngắn hạn của em là khoảng tầm giá 30 ở phía trên này thì ngày hôm nay coi như là cũng gần đạt được cái target của em rồi và nếu mà sắp tới nó hấp tụ lại cung quanh 30 mốt tốt thì mình canh mình giá tăng thêm hay là mua mới cũng được rồi đó mới là best à, hay là tương tự một vài những cổ phiếu mà nó đang có sức mạnh giá tốt thì mọi người để em con BVD ha à, BVD thì mình nâng cái chặn lãi lên, cái stop loss lên quanh cái gap này cái gap ngày hôm qua quá là khỏe thì bây giờ mình chủ động mình nâng cái stop lên quanh gap đó À, nếu mà giá vẫn giữ trên gáp thì mình cầm tiếp thôi khi nào mà giá lắp lại gáp thì khá là xấu thì à, mình cầm tiếp được bvs thì mình cầm lên tiếp cái vùng đỉnh trên phải tầm giá 40 biên độ là 36 40 thì ngày hôm trước mới nói là nếu mà có giá tầm 36 36 năm thì canh mua mới được và ngược lại thì bây giờ kéo lên tiếp là follow lên tiếp cái vùng kháng cự trên tầm trên tầm 40 à, bvs nó khá là giống của SHS đó. do nó giữ quá lâu ở đây nên mọi người thấy là cái quá trình đi lên sẽ chậm rất là nhiều à, nó bị gọi là cung đeo bám á. người ta mua quanh giá 37 nhiều nên bây giờ kéo lên trên tầm 38 và chín là người ta chốt ra thôi. À, nên nó phải hấp thụ xong cái lượng cung đó thì mới đi lên xa hơn được. À, BSR ngày hôm trước mình nói là mua quanh giá dưới 19 thì vẫn có thể canh tham gia. quanh cái vùng 19 19 năm được. À, đó với lại BSR. Kỳ vọng của mình vẫn sẽ là câu chuyện giá dầu tăng à, tạo động lực cho cái nhóm cổ phiếu dầu khí. Hiện tại giá dầu vẫn neo ở trên cái mức 80 85 đô thì em nghĩ nó vẫn sẽ là tích cực à, cho cái nhóm này ha. À, Nhưng chung nó là cổ phiếu mình tính đầu cơ, à, nó thuần nó cũng ảnh hưởng nó gọi là cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái diễn biến giá dầu. Thậm chí là từng ngày. À, nhưng mà về cơ bản là mình cũng sẽ nhìn về câu chuyện đó chính là nếu mà cổ phiếu đó đã có sự tham gia của tạo lập hay là đã có sự tham gia của dòng tiền lớn đó, thì cũng sẽ có những tín hiệu nhất định để nhìn nhận ra được là cái dòng tiền còn ở trong đó hay không à, và nếu chúng ta nhìn thấy được là nó có sự tham gia của dòng tiền lớn rồi thì chúng ta không cần phải quá lo về câu chuyện mà, là trong ngắn hạn nó như thế nào à, mà chúng ta chỉ chờ khi nào nó phân phối thì mình ra thôi như kể bsr những cái nến như thế này thật ra là, là dòng tiền lớn có sự tham gia à, nó có sự tham gia của cả dòng tiền lớn và của cả nhà đầu từ cá nhân À, nhưng mà thông thường thì nó sẽ chưa tăng được liền như nãy nói những cái nền mà quá lâu á thì thường rác lên cây đầu tiên là sẽ không bao giờ tăng được à, sẽ bị chốt ngay tức bởi vì cái lượng cung ở phía trên này nhiều thì sau khi mà nó bị chốt xong một nhịp này rướng tép là cả hai nhịp này thì đoạn sau nếu mà lên được một cây nữa thì chắc chắn là đoạn đó sẽ dễ tăng hơn bởi vì nó đủ được khá khá lượng cung ở đây rồi đủ được khá khá lượng cung lên quanh cái vùng 19 năm tới 20 rồi thì, thì mọi người để cái đó giùm em ha Đấy rồi đó là với thị trường cũng như là những cái lưu ý của em về các cái nhóm ngành hiện tại đó thì anh chị nào mà tham gia thị trường này à, có những cái thắc những cái thắc mắc về cổ phiếu mà đang cần được giải đáp á, thì có thể là nhắn tin zalo cho em nè hoặc là trợ lý của em còn không thì anh chị cứ để lại bình luận ở dưới này em sẽ trả lời anh chị thông qua những cái bình luận ở bên dưới à, ngoài ra thì anh chị xem video đừng quên à, bấm like video à, subscribe kênh đăng ký kênh đó anh chị chưa đăng ký à, để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất của em về à, video hàng ngày à, một cái livestream của em à, và em có để thông tin liên hệ ở dưới này là zalo và số điện thoại à, thì anh chị nào mà đang gọi là bị bế tắc ở chỗ trình đầu tư à, thì kết bạn zalo hoặc trợ lý của em ha của em hoặc là trợ lý của em thì được hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu và danh mục à, cũng như là mở tài khoản mới tại vbs hoặc là chuyển cái id tại vbs em quản lý à, thì cảm ơn chị rất là nhiều à, có thể tham gia nhóm cộng đồng của em à, bằng cách là quét một cái mã qr code này à, thì nhóm Zalo này là cái nhóm mà em cũng thường xuyên đưa ra những cái nhận định à, ví dụ ngày hôm qua thì em nói về con hdc à, ngày hôm trước thì em nói về con dhc tức là không nhất thiết mọi người phải ở trong gọi là nếu anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn tìm hiểu về riêng biết của em hay là tìm hiểu về cách tư vấn của em hay nói cái khác là đang muốn gọi là trao dồi và kiến thức thôi À, thì có thể là tham gia trong cộng đồng trước còn khi nào mà anh chị cảm thấy rằng là anh chị đang cần một người đồng hành ở bên cạnh để hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu danh mục à, cần một cái người chia sẻ về những cái rủi ro à, những cái vấn đề mà anh chị thắc mắc thì khi đó anh chị có thể là mở tài khoản tại em à, để trở thành khách hàng của em ha à, thì cảm ơn anh chị rất nhiều à, xin chào và gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp nha à, chúc anh chị một ngày nghỉ cuối tuần à, vui vẻ với gia đình và người thân à, tạm biệt mọi người